Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về chiếc âm đi đa kênh của Pioneer, có model là VSA AX2AS. Thì với cái chiếc âm đi này thì nó sẽ ra đời vào khoảng năm 2006, và nó sẽ ra cùng thời với một cái combi cũng xem model của nó là AX4ASI. Và hai cái mẫu này thì nó sẽ có cùng cả thời điểm phát hành luôn. Và với cái VSA AX2AS này thì nó sẽ có cái giá xuất xưởng khá cao, lên tới là 153.000 yên anh em. Và nó đã tích hợp khá là nhiều cái công nghệ mà đã được Pioneer tinh lọc rất là nhiều và lựa chọn đầu tư vào cái con đi Pioneer AX2AS này. Và với cái dòng này thì nó đã hỗ trợ luôn cho chúng ta cái kết nối HDMI với cái chuẩn là 1.2A và cái hình ảnh lên tới là 1080. Và ngoài ra thì anh em sẽ thấy là với cái dòng này thì nó đã được chứng nhận là E-Studio và TX luôn. Thì đây là một trong những cái chứng nhận của hệ thống audio cao cấp và nó đã được áp dụng cho cái chiếc âm đi này. Thì chỉ có những cái chiếc âm đi nào được thiết kế kỹ lưỡng cũng như là trải qua những cái bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống đạt được cái tiêu chuẩn đó thì mới được chứng nhận cái TX này. Và với cái dòng Pioneer này thì nó ngoài HDMI thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối cổng quang, anh em có thể nghe nhạc trực tiếp từ Smart TV xuống, cũng như là kết nối analog thì anh em có thể nghe nhạc trực tiếp từ đầu đĩa luôn. Và ngoài ra thì nó vẫn sẽ hỗ trợ là một cái phụ kiện để kết nối với iPod. Thì đây là một cái điểm rất độc đáo trong cái thời điểm bây giờ, thì lúc đó cái iPod nó đang phát triển lên thì đây là phải cần thêm một cái phụ kiện rời bên ngoài nha. Thì với cái dòng này chất âm của nó khá là độc đáo nha anh em, và nó vẫn sử dụng là cái sọ MOSFET, thì đó là dành cho những cái thế hệ phía trước đã sử dụng sọ MOSFET đối với những con như là D6, D7, AX vân vân, thì nó vẫn áp dụng cho cái con đi này. Và ở đây anh em sẽ thấy là cái phần công suất của nó thì nó sẽ có công suất khá là cao, ở mỗi kênh lên tới là 200W và nó điều cho là 7 kênh luôn nha, khá là hay. Và nó vẫn sẽ hỗ trợ là công nghệ là MCACC. Thì đây là công nghệ hiệu chỉnh phòng tự động và vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ điều chỉnh equalizer 9 kênh tần số và có thể điều chỉnh riêng biệt từng kênh loa, khá là hay, anh em có thể tùy chỉnh theo ý muốn của mình. Về phần điều chỉnh âm sắc thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ điều chỉnh là bass chép luôn nha, và cũng như là chức năng midnight và low net, khá là nhiều cái công nghệ đã được tích hợp trong cái dòng âm đi này nha. Và máy về thì trong tình trạng là còn khá là đẹp nha nè, toàn bộ mặt trước là thiết kế màu vàng chanh, khá là đẹp. Và một cái màn hình lớn hiển thị đầy đủ những cái thông tin về ngõ vào HDMI và ngõ pha, chỉnh pha đây, và các chế độ âm thanh và volume nha. Và với cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta chế độ là 7 kênh stereo. Thì với chế độ này thì anh em có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa cũng khá là hay nha. Và máy về thì nó sẽ kèm theo một cái khiển của Pioneer, đây là khiển zin khác đời nha anh em. Thì đó là một số cái chức năng cơ bản của máy. Thì chút nữa em sẽ soi về cái thông số trực tiếp của hãng Pioneer về cái dòng VSA AX2AS này. Và bây giờ em sẽ test một đoạn thanh để anh em có thể thưởng thức về chất âm của con đi Pioneer VSA AX2AS nha. Chất âm của nó khá là dày dặn nha anh em. Thì hiện tại là em đang kết nối vào ngõ HDMI số 1, đó là tín hiệu từ một cái hộp Android từ bên ngoài. Anh em có thể lấy tín hiệu là nghe nhạc và xem phim chất lượng cao đưa vào thẻ âm ly nha. Và tiếp theo cái cổng tiếp nữa là cổng CD, đây là cổng analog nha anh em. Em sẽ test đầy đủ tất cả những cái chức năng đầy đủ hết cho anh em.
Và tiếp theo nữa là cái cổng sắt, đây là cổng quang nha. Đây là cổng quang. À, như vậy là tất cả các ngõ vào đã hoạt động ok nha. Rồi và về cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ là cái chức năng điều chỉnh air conditioner nha. Và em sẽ hướng dẫn sơ cho anh em nhanh về cái thao tác này. Thì đối với những cái dòng âm ly đa kênh, nếu như chúng ta không cài đặt và điều chỉnh đúng thì nó sẽ không phát huy hết những cái quy lực và công suất cũng như là cái chất âm của âm ly. Thứ nhất đó là anh em phải cài đặt loa, lựa chọn loa lớn hoặc loa nhỏ. Thứ hai nữa là điều chỉnh cái volume loa. Và ở đây em đã cài đặt sẵn hết cho anh em. Và tiếp nữa là đó là điều chỉnh air conditioner nha. Và đây là cái thao tác để em hướng dẫn nhanh cho anh em. Về chi tiết thì anh em có thể tham khảo thêm một số cái video hướng dẫn của em trên kênh YouTube nha. Em đã hướng dẫn chi tiết về cái cách điều chỉnh như thế nào. Và đây anh em nhấn nút là setup nha. Và ta di chuyển xuống một là số 3. Menu mà CACC ta nhấn enter và di chuyển xuống là một equalizer adjust ha, ta nhấn đây. Và setting start, ta nhấn enter và lúc này máy nó sẽ đọc cái bộ nhớ bên trong cái chip xử lý nha. Rồi ta giảm nhỏ volume lại nha, thì lúc này nó sẽ hỏi là ta điều chỉnh equalizer cho loa L nha. Và ta nhấn mũi tên lên xuống để mà thay đổi cái tần số. Và ở đây nó sẽ cho phép chúng ta cái tần số thấp nhất là 63 Hz, đó là tần số bass mềm, 125, 250, 500. Và ta nhấn mũi tên trái phải để mà thay đổi tần số nha. Thì khi mà điều chỉnh tần số này thì anh em nên ghi lại giùm em. Ví dụ như là tần số 8 kHz là loa L là 6 thì loa bên phải và bên trái phải đều như nhau. Thì như vậy là nó mới không bị lệch loa nha. Đó là những cái tần dần giải tần số em đã điều chỉnh cho cái loa L rồi ha. Tiếp theo thì anh em có thể điều chỉnh thêm cho những loa còn lại, và em đã cài đặt sẵn cho loa trái và loa phải rồi nha. Rồi. Và đây là cái thao tác để điều chỉnh equalizer nha. Rồi, rất là dễ dàng điều chỉnh, thì anh em có thể tham khảo chi tiết thêm ở trên kênh của em nha. Rồi, tiếp theo em sẽ quay cận cảnh mặt trước cho anh em xem. Và đây là cận cảnh mặt trước của máy nha anh em. Anh em sẽ thấy là màu vàng vàng chanh, còn vàng chóe luôn, khá là đẹp nha. Và đây là cái hiển zin của Bioner, hiển zin khác đời nha. THX Stereo. Các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby Digital và DTS đây. Và đây là cái nhãn về một số cái công nghệ, nó là MCACC. Chuẩn hình ảnh là 1080B, chip xử lý SAT 200W một kênh loa, nhưng đều cho 7 kênh nha, khá là lớn nha. Và cái nấm chỉnh ngõ vào đây cũng bằng ké luôn, ở đây có một cái vết xước nhẹ thôi nha nè. Nhìn tổng thể thì khá là đẹp nha. Và về cái nắp lưng của nó nha, đây là cái mặt hông của nó. Thì ở đây anh em sẽ thấy là những cái ốc lắp máy ha, thì còn sáng màu luôn nha, khá là đẹp nha. Tất cả còn sáng màu hết nha. Cái nắp lưng nó sẽ có thiết kế khá là khủng nha nè, rất là chắc chắn nha. Và đây là cái nắp bên hông. Và ở đây anh em sẽ thấy là cái phần kết nối phía sau, những cái jack cắm của nó thì còn sáng luôn, rất là sáng màu. Và những cái ốc lắp đây còn bằng ké luôn nha, đẹp len keng luôn em, đẹp từ trong cho tới bên ngoài luôn. Thì chút nữa em sẽ soi bên trong cho anh em xem. Và ở đây anh em sẽ thấy là em đi cái cổng HDMI từ hộp unbox bên ngoài đưa vào in 1 và cổng out sẽ xuất sang TV nha. Và tiếp theo đó là cổng quang, đây là tín hiệu từ Smart TV xuống nha. Và cổng analog đây kết nối vào ngõ CD. Rồi em sẽ phát lại một đoạn thanh để thử các ngõ ra lo luôn cho anh em nha. Còn cái độ là 7 kênh stereo. Thì mai là có 7 kênh stereo chọn. Sẽ dò cái HDMI nha. Rồi,
anh em nào có hai loa ha thì ta lắp vào vị trí ở loa thông nha. Rồi tiếp theo nữa là có thêm loa center thì ta lắp vào vị trí loa center. Còn một cặp loa nữa là cho vị trí surround. Và một cặp nữa là cho vị trí là soundback. Như vậy là em đã test tất cả đầy đủ các ngõ ra loa luôn cho anh em. Và ở đây anh em sẽ thấy là cái khu vực real nha. Thì với cổng real này thì anh em sử dụng cái combi này như là một bộ dây mã DAC luôn nha. Và cắm vào ngõ loa phong nha. Khi mà ta đưa tín hiệu kỹ thuật số vào âm đi và nó sẽ dây mã ra cái cổng là real này nha. Tất cả ngõ ra loa tháo ra hết nha. Lúc này âm đi chỉ sử dụng làm DAC thôi. Và đặc biệt là cái bộ giải mã DAC này thì nó đã sử dụng chip bên Rao luôn nha. Thì bên Rao là một trong những cái hãng giải mã DAC rất là nổi tiếng nha, đã được anh em audio rất là yêu thích. Và anh em có thể tham khảo thêm một vài thông tin về cái dòng giải mã bên Rao trên mạng internet nha. Và đây là thông số của nó, Pioneer VSA-AS2AS Made in Malaysia, điện áp là 100V và công suất tiêu thụ điện của nó khá cao, 380W nha. Đây là số seri của nó, phát hành năm 2006 nha. Với cái combi này thì hình thức khá là đẹp nha anh em, đẹp từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu một vài thông số kỹ thuật đến từ hãng Pioneer. Thì vào tháng 9 năm 2006 thì Pioneer đã cho ra hai phiên bản combi, đó là một cái mẫu là Pioneer VSA AX4SI và một cái mẫu là VSA AX2AS. Thì với cái mẫu AX2AS thì nó sẽ có cái giá xuất xưởng cũng khá là cao, 153.000 yên. Và với cái AX2AS này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối là HDMI với cái phiên bản là 1.2 và tương thích với cái chuẩn hình ảnh là 1080p. Và sẽ hỗ trợ luôn cái trường âm thanh tự động 3D là Advanced MCACC. Thì rất là nhiều cái thông tin về cái combi này thì anh em có thể tham khảo trên mạng internet nha. Và với cái bộ MCACC thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ điều chỉnh equalizer chính kênh tần số, thì anh em có thể điều chỉnh theo từng kênh loa theo cái ý muốn của mình nha. Và ngoài ra thì nó vẫn có chức năng là điều khiển pha để có thể điều chỉnh phù hợp với cái lo trầm lo sub bên ngoài nha. Và nó sẽ có cái công nghệ là hiệu chỉnh chất lượng âm thanh gốc, thì nó sẽ cho chúng ta cái phát ra cái nhạc nén như là MLP3 chất lượng cao khi ta đưa tín hiệu kỹ thuật số vào từ cái cổng quang nha. Và nó sẽ có một cái bộ khuếch đại là âm thanh công nghệ cao, đó là cái năng lượng trực tiếp, thì đây là dạng như là sọ MOSFET nha nè. Và ngoài ra thì nó sẽ sử dụng cái bộ chuyển đổi DAC 192kHz 24bit nha, nên nó sẽ cho chúng ta cái chất âm khá là sạch sẽ. Và những cái dòng này thì nó đã đạt được cái chứng nhận là THX Select 2, thì đây là một trong những cái hệ thống chứng nhận âm thanh cao cấp nha. Và nó sẽ có một cái cổng để kết nối đầu vào là iPod và sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby Digital, DTS v.v. Và đây là một số cái thông số kỹ thuật chính nha. Đối với cái combi VSA AX2AS thì anh em sẽ thấy là cái công suất tối đa của nó khá là cao, lên tới là 200W một kênh loa. Và công suất thông thường của nó là 150W. Khá là nhiều cái đầu kết nối, kết nối cổng quang, kết nối đồng trục vân vân. Về kích thước của nó là chiều ngang tiêu chuẩn là 420mm và chiều sâu là 464mm và chiều cao là 188mm. Độ cao nó khá cao nha anh em. Những cái dòng amply thông thường thì chỉ tầm khoảng là 170mm mà thôi. Và với con này lên tới là 188mm.
và trọng lượng của nó là 16,1 kg, và công suất tiêu thụ của nó là 380W nha. Và đây là ruột gan bên trong công ty Pioneer nha nè, em sẽ thấy là ruột gan của nó là kín mít hết nha, và một cái biến thế nguồn vàng ké luôn, sử dụng hai cái tụ rồi lọc nguồn là loại tụ Nichi công, dung lượng lên tới là 10.000 microfarad một tụ nha. Và phần giữa này thì nó sẽ đánh là 14 sò MOSFET nha. Thì đối với đặc tính sò MOSFET thì nó sẽ cho chúng ta cái chất âm rất là sạch sẽ và chi tiết nha. Và phần bên phải âm ly, đây là phần trái tim của nó, đó là cái bộ giải mã DAC và cái bộ xử lý đây, và đã được cái hãng Pioneer sử dụng luôn, là hãng luôn là cái chip giải mã bên rau luôn 1791 nha nè, sử dụng là 4 con chip giải mã. Và cái hãng bên rau thì đó là một trong những cái hãng giải mã DAC rất là nổi tiếng nha, đã được anh em audio rất là yêu thích. Và đây anh em sẽ thấy là ruột gan con này rất là sạch sẽ nha, đẹp gan luôn. Thì với cái con Pioneer Veda AX2AS thì anh em có thể sử dụng để làm giải mã DAC với cái chip giải mã bên rau rất là nổi tiếng, trong một cái tầm giá là cực tốt luôn. Và đặc biệt là có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ Smart TV xuống với cái kết nối cổng quang, cũng như là nghe nhạc và xem phim chất lượng cao từ hộp Android Box ngoài với cái kết nối HDMI khá là hay. Và cũng như với cái công suất khá khỏe của nó thì anh em có thể lắp vang số vào để hát karaoke cũng rất là chuẩn. Và với cái con Pioneer thì anh em có thể chơi đa thể loại nhạc nha, và chơi rất là đa năng trong hệ thống audio gia đình. Và em sẽ bán với giá là 4.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.